Hello hello mọi người, có cái chiếc xe này lạ quá, đo cho mọi người xem nè. Mình đo dòng nạp to TP để cho mọi người xem nhé. Đây, xe này lạ là vô có gì lạ đo cho mọi người xem. Mọi người vô đông đông đi. Xe này là LX125 nha mọi người. Anh em nào biết rồi bỏ qua nha. Này mới là máy nha mọi người, mới là máy rồi. Có thằng lít này là bị hộp ga nha mọi người. Hộp ga thay cái buôn sườn. Hello anh Mẫn, hôm nay anh có like gì không? Anh Mẫn hôm nay em bận quá không có lên coi anh like anh Mẫn ơi. Đây, giờ mình lát mình đo cái TP này, đo dòng nạp này cho mọi người xem. Lâu lâu có xe lạ đo cho mọi người xem vậy thôi. Nãy mình đi kiểm tra đó, nó giống như là hai dây lên tiếp mát vậy đó mọi người. Mình đo nó ra dây đen dây xanh biển sọc đen, để ra anti nó còn cái 100V nha mọi người. Dây trắng này nữa, dây trắng sọc đen, dây trắng sọc đen để ra anti nó cũng. Mình đo ra mát không được, mình đo trong mát này nó được nha mọi người. Nói chung là có gì bữa nay đăng cái gì nữa anh Mẫn mà sụp ghê vậy. Dạ anh làm nội chiên quá à. Cái nào anh chuyện cho em được anh Mẫn. Đây hôm nay có một chiếc này, thấy chiếc lạ quá vô đo cho mọi người xem. Anh em nào gặp sao thì lấy cái tham khảo thôi chứ không có dám dạy ai nha mọi người. Mình đâu có phải là thầy thợ đâu dạy. Dạy người ta ném đá chết luôn á. Xe này là máy nè. Xe này hộp ga full sườn. Giờ mình đo cái dòng nạp cho mọi người xem nhé. Lâu lâu có chiếc lạ vô nè. Xong chưa Hân? Mà nhờ chút Hân. Giờ mình đo dòng nạp cái xe này cho mọi người nha. Đây LX, anh em xem rồi, anh em là xem rồi. Đây giờ mình đo dòng nạp, mình xem. Đây mình đo, nếu mình đo thông mạch á, đo từng bước cho anh em xem luôn á. Mình biết sao nói vậy thôi nha mọi người, không phải thầy thợ đâu, chỉ ra đây màu đen. Hai dây này mình đo ra mát nó vẫn thông nha mọi người. Này tại vì ít va chạm nên biết gì đó đâu, nó kêu nha mọi người, nó thông mạch đó. Hai dây này mình đo ôm thì nó bao nhiêu để mình đo cho mọi người xem. Đo nó không sống gì ta. Chết rồi. Nên nó, nếu mà nó là một cuộn lên thì nó hết chiếc mát chứ. À nhé. Thôi để đo cho dòng nạp nha mọi người. Và cái này mình đây, đang để 220 800V xoay chiều nha mọi người. Đây. Đây, 800V xoay chiều. Đo dây này với dây này nó bao nhiêu coi. Đó, ram ti thôi là nổ 90 mấy V luôn nha mọi người. Dòng nạp rất là mạnh luôn á, nổ ram ti thôi đó, mình chưa lên ga đó, lên ga nghi chắc thay đồng hồ mới luôn á. Đây thấy chưa, khá mạnh luôn. Lên ga nè, mình đang để 600V nha mọi người nè. Thấy chưa, dòng nạp khá mạnh luôn á. Đo dây thứ hai nè, nó không có ăn mắt ngoài đâu nha mọi người, ăn mắt trong đây đó. Dây đó với dây tiếp á sao, đúng rồi, dây tiếp.
2 giây. Giá trị nó bằng nhau luôn nha, nó không có chênh lệch đâu. Đó. Bởi vì xe mình nghĩ nó khác. Áp dụng với da với anh ta là khác luôn á, mình đo 2 giây giá trị nó bằng nhau luôn á. Garanti thôi là để gần 100V, khá mạnh luôn. Dòng nạp. Còn cái này là đo TV cho mọi người xem rồi, còn cái e điện nó lấy dòng nạp sau. Xóa khóa luôn nha mọi người. Cái dây này nè, thấy không, dây đỏ này, dây này là dây cam nè, từ dây sạc nó chạy qua luôn nè. Anh em nào biết rồi lướt qua nha, đừng có bình luận chửi mình nha. Này nó ăn cái dòng nạp á, nó giống, nó khác SVN luôn. Bởi vậy có xe lạ vô đo cho người xem thôi chứ đâu có dạy ai đâu. Dòng nạp khá mạnh, hai nó là 6 chân. Để mình đo lại, anh em nào nhớ đây, dây này là dây mát luôn nè, mình đo thông mạch luôn nè. Dây đen này cũng là mát luôn, dây này là dây sạc, cái dây mâm lửa đi lên nè, để ra anti 100V. Cái thằng dây này là cũng 100V nha mọi người. Còn này là giờ nó chạy vô bình. Đây là cái rắc nè, mọi người chụp sau này gặp nó hành thì mọi người lấy ra mọi người làm kinh nghiệm. Đó, cục sạc nó nè, biết cục nào hết bài. Cái này đâu có gì để chia sẻ đâu, máy móc thì mọi người phá chứ cũng biết, không nói được. Giờ gắn đầu tiên ngay nè, cục sạc gắn đây nè. Xe này là đẳng cấp một thời đó, ngày xưa mà chạy xe này là bán nhà bán đất đó, mới chạy được nó chứ giờ. Sớm à, giờ này ít người xem quá. Đó. Anh em nhắn theo dõi mình nha, đừng có, mình không có kết bạn với ai hết á, ít khi kết bạn lắm. Mình theo dõi, ai theo dõi mình thôi, nhắn theo dõi đi chứ kết bạn nhiều anh em đăng ăn ổi ăn cốc gì cũng đăng lên thì mình đâu có xem được đâu, mình không có xem mấy cái đó, mình xem thì xe thôi. Rồi xong chờ máy lo anh 20 anh em. Hey. Giờ nói sơ lại nha, TV cái này nó cũng có nguồn 5V. Cái nguồn 5V. Vị trí đóng hết của nó là 0.7, 0.8. Vị trí đóng hết của nó là 0.7, nó bằng chiếc Nova. Ơ. Đúng rồi, Noza của Yamaha đó. Đây. Xe này đẳng cấp lắm nha mọi người. Còn hồi nãy mình đo cái nãy quên chỉ đo cái nay sẵn tiện rút ra cho mọi người đây, cầu chì này, cầu chì là liên quan tới đồng hồ hết nha mọi người. Xe này đẳng cấp lắm á. Đây nên tí nó không đều, này mới làm máy cho mọi người nghe tiếng máy nè. Cái này hộp ga, thời tiết nó thay đổi, trời mà mưa xe mà vô mọi người cài độ cao là chứ ăn ấy nha, cài độ cao lên một là nó ngon liền à. Khi trời mưa thay đổi á, IC nó bị loạn á. Này đẳng cấp. Thế rồi.
đang chỉnh nó chưa đều. Giờ mình đôi đo bình cho mọi người xem luôn. Giờ rảnh là mình đo cái mình đo thử cái bọc đèn ở đâu nè. Vậy là bật đèn đó hả? Rồi. Để mình đo ra mát thử nha mọi người. Ủa, hình như nó ngăn mát ngoài nha mọi người. Dòng nạp, dòng điện này mình không có từng đo nha, giờ đo thử thôi. Cái đó là bị mình xăng không? Là mình xăng một hồi chứ không? Còn mình xăng. Cái này mình đo vô mát xuồng nó có nhảy nha mọi người. Đây. Dây này mình đo với mát dây đen này đó mới nó nhảy điện nha. Tanti không là 12V máy một dây. Thôi lâu lâu chia sẻ như thôi nha mọi người. Thôi tổng chào anh em nha. Đây xe xe.